Hello everyone, this is Nguyen from IELTS Feather and welcome back with another episode of Common Phrasal Verb. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học tiếp theo của chuỗi các phrasal verb rất là phổ biến đúng không nào? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những phrasal verb có trợ từ gì đây. Và trợ từ ngày hôm nay của chúng ta cùng tìm hiểu đó là một trợ từ vô cùng quen thuộc mọi người ạ. Đó là trợ từ for. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những phrasal verb đi cùng với for. So, without any further ado, let's jump right into it. Từ đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn, từ này thì có nghĩa là like, admire, rất là thích, hoặc là choose something, có nghĩa là bởi vì thích nên là muốn lựa chọn cái gì đấy chẳng hạn. Và từ này thì sẽ là cụm phrasal verb gì đây? Bật mí nhá, động từ sẽ chỉ có hai chữ cái mà thôi, đó là G and O. Vậy thì chúng ta có, ok, good job, go for, đúng không nào? Vậy thì go for có nghĩa là ta rất là thích một cái gì đấy. Và cái cụm từ này thì mọi người sử dụng rất là nhiều trong văn nói. For example, I usually go for a long coat when it comes to winter outwear. Khi mà nhắc tới quần áo trang phục mùa đông thì thường tôi rất là thích mặc những chiếc áo khoác dài. Đó, ok, so go for. Hoặc ví dụ một câu khác các bạn có thể nói như sau, what ice cream flavors do you go for? Tức là bạn thích ăn cái kem vị nào nhất. Vậy thì go for thì chúng ta hãy dùng nó với nghĩa là like, hoặc là chúng ta muốn chọn cái gì hơn nhá. Từ thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong bài học ngày hôm nay đó là từ something for, bằng nghĩa với từ là support. Ok, từ này rất là dễ, các bạn chỉ cần điền một chữ cái vào ô trống thôi. So, what is the missing letter? Very good, it is O and we have double O. Từ này của chúng ta là root for, ok? To root for something or to root for somebody có nghĩa là các bạn ủng hộ ai đó hoặc ủng hộ một cái việc gì đó chẳng hạn. Ví dụ như sau này, for example, I always want to become a singer when I grow up, but I don't think my parents really root for that idea. Có nghĩa là sau này lớn lên thì tôi muốn làm một ca sĩ nhưng mà tôi không nghĩ rằng là bố mẹ tôi lại ủng hộ cái vấn đề đấy, đúng không nào? Ok? Vậy thì chốt lại chúng ta có động từ root for có nghĩa là ủng hộ cả nhà nhá. Cụm từ tiếp theo cũng là một cụm từ rất phổ biến mà chúng ta hay nhìn thấy, đó là ask for. To ask for somebody có nghĩa là các bạn yêu cầu muốn gặp mặt ai hoặc muốn nói chuyện với ai đó. For example, there's somebody asking for you this morning. Hình như là có ai đó gọi bạn vào buổi sáng nay đấy, đúng không nào? Muốn nói chuyện với bạn hoặc là muốn gặp bạn đấy. Và nghĩa thứ hai của từ này, nghĩa thứ hai của từ này thì thường nó sẽ đi cùng với một cái cụm như sau, đó là couldn't ask for something or somebody better. Đó, có nghĩa là tôi không đòi hỏi gì nữa, cái này là quá, làm tôi cảm thấy quá là hạnh phúc, quá là thỏa mãn rồi, quá là viên mãn rồi. Đó, ví dụ như chúng ta có một câu như sau này, she is such a great friend, she helps me with a lot of things and I couldn't ask for a better friend. Đó, có nghĩa là bạn ấy là một cái người bạn rất là tốt đối với tôi, bạn ấy đã giúp đỡ tôi rất là nhiều và thực sự là tôi không thể có một cái người bạn nào tốt hơn như bạn đó. Ok, so couldn't ask for something or somebody better. Rồi, vậy thì chúng ta nhớ từ ask for có hai nét nghĩa cả nhà nhá. Thứ nhất là to require, to see or to meet someone. Ok, và cái nghĩa thứ hai, couldn't ask for something or somebody better, nghĩa là ta cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là viên mãn về những gì mà chúng ta đang có rồi. Từ tiếp theo, từ này thì có nghĩa là to enjoy something more than anything else. Từ này có nghĩa là chúng ta thấy rất là thích thú, rất là thích một cái gì đấy rồi, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái cụm động từ đi với for và bằng nghĩa với cái ý nghĩa này, đó chính là từ live for. Ok, so to live for đó, có nghĩa là ta sống chết vì một ai đấy, đúng không nào? Ta rất là thích, ta rất là đam mê một cái gì đấy. So for example, you guys can say in my whole life I've been always living for dancing. Tức là trong cả cuộc đời tôi thì tôi luôn luôn là sống chết với cái niềm đam mê đối với nhảy chẳng hạn. Hoặc một số bạn thì rất là thích đam mê bóng đá, đúng không nào? Thì các bạn có thể nói là I always live for footballs, ok? Vậy thì từ live for có nghĩa là các bạn rất là thích một cái gì đấy, được chưa nào? Next one, cụm từ tiếp theo chúng ta có something for, bằng nghĩa với là ask somebody to come, là mời ai đó đến hoặc là yêu cầu ai đó đến, đúng không nào? Vậy thì chúng ta cần tìm một chữ cái còn thiếu vào ô trống này. Vậy chữ cái còn thiếu là
Very good, đó là E. So, send for means that to ask somebody to come. For example, ví dụ này các bạn có thể nói như sau. I think that he is getting worse. Should we send for a doctor? Tôi nghĩ là tình hình của cái anh chàng này thì đang rất là tồi tệ, đúng không nào? Chúng ta có nên gọi bác sĩ đến không? Should we send for a doctor? Vậy thì send for somebody có nghĩa là chúng ta nhờ ai đó đến hoặc là yêu cầu ai đó đến, mọi người nhá. Vậy thì cụm từ tiếp theo mà ta có trong bài học ngày hôm nay bắt đầu bằng một động từ có nghĩa là gọi điện ở trong tiếng Anh. Vậy chúng ta có động từ gọi là, very good, chúng ta có là call, và chúng ta có cụm là call for. To call for có nghĩa là các bạn phải cần một cái số lượng lớn về, thứ nhất là action này, tức là cần chúng ta bỏ công bỏ sức rất là nhiều, hành động rất là nhiều này, remark này, hoặc là quality, hoặc là về chất lượng. Ok, đó. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái câu như thế nào đây? Câu ví dụ như sau nhá. So this is the kind of work that calls for a high level of concentration. Đây là cái công việc mà đòi hỏi mọi người phải có một cái sự tập trung rất là cao độ. Vậy thì từ call for như mình đã vừa đặt ví dụ vừa rồi thì dịch sang tiếng Việt thì chúng ta có là đòi hỏi hoặc là cần một cái gì đấy, đúng không nào? Vậy các bạn hãy nhớ cụm từ call for nhá. Chúng ta có cụm từ, cụm động từ phrasal verb có nghĩa là tượng trưng cho một cái vấn đề gì đấy. Ví dụ như chúng ta hay có các cái từ viết tắt, đúng không? Và từ viết tắt đó chính là ví dụ như IELTS đó. IELTS thì viết tắt cho cái gì? Vậy cái cụm viết tắt cho, đại diện hoặc tượng trưng cho ta có trong tiếng Anh đó chính là stand for. Đấy, stand for có nghĩa là chúng ta tượng trưng cho cái gì. Ví dụ với từ stand for như sau. So IELTS stands for International English Language Testing System. Có nghĩa IELTS thì nó là viết tắt của cụm là các hệ thống bài đánh giá về khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, đúng không nào? Và ngoài ra cái từ stand for này thì nó cũng có ý nghĩa là nó biểu tượng hoặc nó biểu trưng cho một cái gì đấy. Ví dụ ta sẽ có một câu khác như sau. This event stands for individual freedom in this country. Tức là cái sự kiện này thì nó đại diện cho cái tự do cá nhân của cái đất nước này. Ok, vậy thì các bạn hãy nhớ từ stand for nhá, có nghĩa là nó đại diện tượng trưng cho một cái gì đấy. Next one, tiếp theo chúng ta có một câu ví dụ như sau. She has a figure to something for. Vậy thì từ figure ở đây nó không còn là con số nữa các bạn nhé, mà figure nó miêu tả về một cái dáng người đó. Vậy thì ý của câu này có nghĩa là cô ấy có một cái body, một cái dáng người rất là đẹp. Vậy thì something for tức là rất nhiều người say mê, rất là nhiều người thích. Chúng ta có một cái cụ đó chính là to die for. Okay, so to die for có nghĩa là rất nhiều người thích và rất nhiều người mong muốn có được nó. Okay, rồi vậy thì ngoài cái cụm to die for mà ta sẽ sử dụng nó là cái phrasal verb thì ta hoàn toàn có thể biến nó thành một tính từ nữa mọi người ạ. Và khi mà chúng ta viết thành tính từ thì chúng ta sẽ có các cái dấu gạch ngang ở giữa những cái từ này. For example, ví dụ như sau nhá. This chocolate is to die for. Ok, tức là cái bánh này nó ngon quá, đúng không nào? Và tôi rất là muốn ăn nó. Alright. Hoặc ta có một câu ví dụ khác như sau. In this store, they sell beautiful bags and to die for shoes. Tức là họ bán rất là nhiều các cái túi sách cũng như là cái giày dép rất là đẹp. Ok, thì mọi người hãy nhớ to die for có nghĩa là rất được nhiều người thích và rất được nhiều người mong muốn có. Alright. Và từ cuối cùng của bài học ngày hôm nay, từ này thì có nghĩa tiếng Việt có nghĩa là trả giá cho một cái việc gì đấy. Ok, vậy thì trả trong tiếng Anh chúng ta có từ, very good, từ pay, đúng không nào? Pay for, ok, to pay for something. Tức là các bạn phải trả giá hoặc là các bạn phải đền đáp một cái gì đấy. Ví dụ chúng ta có một câu như sau. He tricked me this time and I definitely gonna make him pay for it. Tức là anh ấy đã lừa tôi cái lần này và chắc chắn là tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá cho cái điều này. Hoặc là một cái câu khác mà chúng ta hay nói với nhau là chúng ta rồi gì sẽ phải trả giá cho cái lỗi lầm của mình, không bằng cách này thì bằng cách khác, đúng không nào? Thì chúng ta thì nói là we all have to pay for our mistakes in some way at some time. Ok, vậy thì pay for có nghĩa trả giá, mọi người nhá. Tổng kết lại bài học ngày hôm nay thì chúng ta có những cụm từ như sau. Đầu tiên đó là go for, có nghĩa là các bạn thích một cái gì đấy, đúng không? I
go for chocolate ice cream. Tôi rất là thích ăn kem sô cô la. Tiếp theo chúng ta có từ root for, bằng nghĩa với từ support, đúng không nào? Support. Next one, ask for có nghĩa là ta yêu cầu, ta mong muốn gặp ai hoặc nhìn thấy ai đó, đúng không nào? Hoặc là chúng ta hay có một cái cụm couldn't ask for something or someone better or couldn't ask for more, tức là ta rất là satisfied, tức là cảm thấy viên mãn và hạnh phúc với những gì chúng ta đang có rồi. Next one, live for. Live for tức là các bạn rất enjoy về một cái gì đấy, sống chết với nó, đúng không? Next one, stand for. Stand for có nghĩa là yêu cầu gặp mặt ai đấy. Okay. Next one, call for có nghĩa là ta đòi hỏi về bất kỳ một cái yếu tố nào đấy, đúng không? Last one, next one, stand for có nghĩa là tượng trưng đại diện cho một cái gì. IELTS stands for blah blah. Next one, die for rất là được yêu thích và được mọi người mong muốn có đó. Và chúng ta còn có thể sử dụng nó với cái chức năng là tính từ. Tuy nhiên thì tính từ của nó sẽ là to die for và nó sẽ có dấu gạch ngang ở giữa. And last one, pay for có nghĩa là chúng ta phải trả giá cho mình. Ok, rồi vậy thì đây chính là những từ phrasal verb đi với for mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong bài học ngày hôm nay. So I hope that you guys enjoy today's video and I hope to see you guys in my next lesson. Goodbye. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.